Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến video mới nhất của mình ngày hôm nay. Hôm nay làm video chia sẻ với mọi người về cái vấn đề là nuôi con heo làm sao được thịt lạc nó nhiều và nó đảm bảo cái độ lạc khi xuất bán. Khi mà bán con heo á thì nó cứ lạc càng cao thì khách hàng người ta nó lại càng ưa chuộng, thì người ta dùng sản phẩm của mình xong rồi người ta sẽ đến lại với mình nữa và người ta càng thích hơn. Ai thế thôi, chả ai muốn mua thịt mỡ của heo về để ăn cả. Mặc dù mỡ mỡ một chút thì nó mới ngon, nhưng mà mỡ nhiều quá thì người ta cũng không thích. Thế nên là mà để mà làm sao nuôi được con heo nó đảm bảo được cái độ lạc nó ngon thì mình xin chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Trước hết là cái vấn đề là về con giống. Giống không thể là lựa cái giống heo hướng mỡ, ví dụ như là heo nội địa, người nó ngắn chằn, trong người là lưng nó võng này, xong rồi bốn chân nó nhỏ thó lại, nó đi chắc nuôi hết cỡ được có 50 kg, thì cái giống đấy nuôi kiểu gì nó cũng không thể làm mà lạc được nhiều bằng cái giống mà heo nó hướng ngoại, dài người và bốn chân nó to, người nó vật vã lực lưỡng ra nuôi hết cỡ của nó lạng lai ra rồi nhá. Mình đã lai với heo rừng rồi nhá, nó nhỏ rồi, nó nhỏ hơn heo thường nhưng mà nó lại lớn hơn heo rừng, thì trọng lượng khi xuất bán của nó vẫn rơi vào khoảng độ xấp xỉ một tạ, hơn tạ hoặc dưới một tạ đấy. Thì heo đấy như nhà mình đã lai ra đấy thì nuôi nó vẫn sướng hơn mà lạc khi xuất bán đảm bảo hơn, ok hơn, bởi vì nó lai với lại heo siêu lạc, heo lạc của cái heo thường, heo trắng á, thì về cái độ thịt của nó thì là nó nhiều hơn mà nó đỏ cái màu hơn. Còn heo rừng đúng mà heo rừng thì nó luôn luôn có cái đặc điểm là thịt nó nhạt nhạt màu đó, nó không bao giờ nó tươi màu như cái heo thường cả. Nhưng mình lai heo rừng với heo thường thì nó sẽ ra được cái ưu điểm là như vậy, thịt màu nó tươi hơn, nó lạc nhiều hơn mà như mình thấy ăn cũng ngon hơn. Thì đấy, con giống là để mà vấn đề con giống các bạn hiểu rõ hơn nữa thì mời các bạn nhé vào chuồng trại nhà mình luôn, xem ở trong chuồng trại mình luôn đủ hết các dòng các loại luôn. Nhà mình thì mình lai mà, thế nên là mình đang lai thử nghiệm thôi, mình thấy dòng nào mà có hợp lý thì mình giữ lại để mình phát triển về lâu về dài. Thì bây giờ mời các bạn vào xem nhé. Vâng, đây là con nái nền sinh sản nhà mình đây, mời các bạn xem nhá. Nó khi nào mà mập đây mà mới gọi là mới cắt con xong, nó đang lên giống lại đây. Nó mới lên giống lại và nó đang vẫn đang chữa ở cái tháng đầu. Thì mình nuôi vào đây nhốt luôn tập trung trong này. Đấy, thì như mình nhìn thấy đây, nó đang lên lại thịt. Khi nào lặng nhất maximum của nó là lặng khoảng độ là một tạ nhé các bạn. Ví dụ như là đây, thằng này nó cũng đang bầu, hay như là con nái kia nó gần đẻ rồi, hay như là con nái này đây đấy, nó rất là dài đòn và nó lặng mắt của nó là trên tạ, như con này là hơn tạ này đấy, thì nó đẻ ra con của nó lớn rất là nhanh và cái độ lạc của nó thì nó nhiều, bởi vì mình lai với lại cái mẫu ngoại đó. Đó nhá, con mình nhìn sơ sơ đấy. Thế còn bây giờ mình sẽ sang cái ô chuồng xem heo cái dòng nội địa thì nó nhìn nó sẽ có những cái điểm gì mà nó khác biệt nhá. Vâng, và đây là heo nội địa đấy nhá các bạn. Heo này là dòng heo nội, heo lai, heo lai Thái. Cái đặc điểm của nó là sữa rất là mát, đẻ ra thì sai con mà nuôi khéo lắm, nhưng mà nó lại nhỏ người, maximum của nó được có 50 kg thôi các bạn ạ, 50 đến 55 kg thôi. Cái sản phẩm bên đang thò mõm vào đây là do cái con mẹ này sinh ra này đấy. Đấy, nhưng mà mình đã lai với lại cái gọi là cái lọc của heo ngoại rồi thì nó ra cái con nó dài đòn nhanh lớn lắm. Ví dụ là cái con của nó sau này mình lớn hết cỡ nên thì nó cũng phải gấp đôi con mẹ này, nhìn con mẹ rất là nhỏ nhắn. Thì cái dòng này nó mỡ hơn, nó ít lạc hơn nhưng mà nó được cái sữa nhiều mà nuôi được con khéo, sinh sản đẻ rất là ok. Đó, thì mỗi dòng nó có một cái ưu điểm riêng nhá. Đấy, vấn đề con giống thì nó là như vậy, nhưng mà con giống có ok rồi mà mình nuôi trong cái chuồng nhỏ quá thì nó cũng không thể nào mà nó lạc rồi, bởi vì nó cứ đi vài bước nó nằm, đi vài bước lại nằm, ăn no rồi lại nằm thì nó không thể nào lạc được, nó phải được chạy nhảy vận động. Chuồng nuôi heo rừng cả ô nuôi nhốt hay ô nuôi thả đều phải càng rộng càng tốt, càng rộng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Các bạn có thể nới rộng diện tích hết cỡ có thể ra, hoặc nếu chuồng nhỏ quá thì các bạn nuôi giảm mật độ lại, nuôi ít thôi, đừng có nuôi dày quá, nuôi nhiều quá thì nó sẽ vừa khỏe heo mà nó vừa lạc thịt vừa ngon thịt nhá. Chuồng trại trước hết là con giống, thứ hai là chuồng trại rồi, còn cái thứ ba nữa là vấn đề về dinh dưỡng. Khi mà con heo nó từ bé lên lớn ấy, thì mình đã chia sẻ rồi vấn đề của nó làm sao cho nó ăn tốt nhiều để nó lớn đạt cái thể trạng của nó. Nhưng mà đã đạt được thể trạng rồi, khi con heo khoảng 5 đến 6 tháng tuổi rồi mình lên nuôi thả ra vận động càng nhiều càng tốt. Và lúc này cái dinh dưỡng của nó mình phải chú ý đặc biệt là giảm chất bột lại, nâng các cái vitamin lên và nâng các cái chất gọi là chất khoáng, chất đạm, những cái chất phụ khác lên.
chứ còn giảm chất bột nhá, những chất nào mà liên quan đến gọi là chất bột thì mình nên giảm hết lại, thì nó sẽ nạp thịt hơn, thịt nó đỏ hơn và nó ít mỡ hơn, cái chất bột ăn nhiều và nó gây mỡ rất là nhanh đó. Mình chỉ cần lưu ý sơ sơ là như thế thôi về dinh dưỡng, cứ cho ăn nhiều rau củ quả, xong rồi thả vận động nhiều thì kiểu gì nó cũng là lạc thịt hơn so với việc nuôi nhỏ xong rồi cho ăn rõ lắm cám vào thì là nó sẽ mỡ hơn, đó là như vậy. Còn một cái nữa, cái này rất quan trọng, mình phải nói cuối cùng, cái yếu tố thứ tư sau dinh dưỡng nó là cái ngày xuất bán của con heo. Thì con heo cũng mình cứ tưởng tượng, liên tưởng đi, nó giống như con người mình vậy, nó cũng có lúc nhỏ, cũng có lúc lớn, nó trưởng thành rồi nó cũng sẽ già đi, rồi nó sẽ chết, cũng sinh lão bệnh tử như con người vậy thôi đó. Thì khi khai thác thịt con heo mình phải lựa vào với lúc mà con heo nó đang ở cái tuổi nó gọi là sung mãn, tuổi nó gọi là thanh niên, như con người mình đang tầm tuổi khoảng độ 16-17 cho đến khoảng độ 26-27 nhé, thì là nó đang ở cái sức đó, thì con heo nó cũng đang ở cái tầm gọi là dậy thì đó, thì nó mới ngon được, thì thịt nó mới lạc mới săn được. Chứ còn ví dụ như các bạn nuôi con heo già quá, các bạn nuôi tới 2 năm, thì như con heo thông thường mà 2 năm thì nó đẻ tầm 2 lứa rồi, thì là lúc này con heo là nó đang như kiểu gọi là mẹ xè rồi, nó ỉ ạch lại, nó giảm vận động lại, có thả ra diện tích rộng, chuồng có rộng, nó là cái giống heo lạc đến mấy thì lạc, cái giống thế nào thì thế đi chăng nữa, nhưng mà nó đã là heo xè rồi, già rồi thì kiểu gì nó cũng giảm vận động và nó ăn nhiều, nó làm nhiều hơn và mỡ nó đương nhiên nó lại tích nhiều hơn, thì nó sẽ là ít mỡ đi. Heo ngon nhất là xuất bán khi nó được từ là tầm 5 đến 6 tháng tuổi trở lên cho đến độ 1 năm, khoảng độ hơn 1 năm tuổi, 1 năm rưỡi tuổi thôi, đủ lại là nhiều. 1 năm rưỡi là nhiều nhất rồi, tôi còn không có nào mà đến 2 năm mà vẫn còn đảm bảo được cái độ thịt lạc cho các bạn. Đó, mình lên xuất bán sớm, vừa nếu như mà mình đã bán sớm thì nó vừa đảm bảo được cái là đỡ hao cái chi phí mình chăn nuôi để cho nó ăn. Bởi vì nó đã to lên rồi thì ăn nữa nó chỉ tích mỡ thôi, chứ nó cũng chẳng lên được cái phí nào mà thịt ngon đâu. Thế nên là mình cứ vừa lứa là mình bán là ngon nhất, nó thì là thịt nó sẽ lạc nhiều. Chứ nhiều bạn mới nuôi heo rừng thì có điện hỏi mình, em mua heo rừng giặc, em nuôi mà đến năm nay năm thứ tư sao đến lúc mổ ra mỡ thế. Em tưởng heo giặc thì không mỡ, mà càng nuôi càng già thì nó lại càng lạc, nhưng không phải nha các bạn. Con heo già rồi vẫn được hay con cái đấy thôi, tự nhiên là nó sẽ có cái phản xạ rằng là nó ít vận động hơn, và nó ăn thì xong nó lại nằm, chứ nó không có vận động nhiều, không hiếu động như bọn thanh niên đấy. Nó phải như thanh niên ấy, trong cái lứa đó khai thác thịt thì nó mới được ok, chứ còn lại mà đợi già rồi thì cũng không được nhé. Có nghĩa là từ lúc nó trẻ cho đến lúc vừa tầm thì các bạn khai thác, thì trong tầm đấy thì là nó làm thịt, còn lại để nó già rồi, nó trung tuổi hoặc nó già rồi thì mình sẽ khai thác, nó sẽ giảm cái độ lạc đi, mỡ nhiều lên, thịt nó hôi hơn, nó gan thận nó yếu hơn, nó lọc cơ thể, nó lọc máu, lọc nước trong cơ thể của nó được, nó yếu hơn, nó không còn hoàn hảo được như lúc mà nó vẫn còn đang sung mãn, thì đương nhiên thì nó hôi hơn mà đó. Thì nên là mình lựa cái lúc thời điểm mà khai thác thịt heo ok, nuôi ở diện tích thật là rộng, dinh dưỡng nó khi mà nó đã đạt thể trạng rồi thì giảm bột đi, giảm chất tinh bột đi đó, và lựa được cái dòng heo mà nó cho chuẩn nữa thì nuôi heo rừng đảm bảo là sẽ thành công, mà xuất bán heo thì bữa nào đảm bảo lạc như đấy. Thì cái video này là cái kinh nghiệm của mình chăn nuôi trong một thời gian dài thì rút ra được, thì xin chia sẻ lại để những người mà đi sau hay anh chị em nào mà chưa nắm bắt được thì có thể xem để học hỏi. Thì nội dung video mình xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Anh chị em nào xem video thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.